Đây rồi. Đang xếp bài rất tỉ mỉ đến từ vị trí của quân đại bàng. TG Fit bây giờ mới update cho mình con ve có thai, quá muộn màng này cho tớ TG Fit rồi. 11 máu liệu rằng có dậy được không đâu. Phát team thì có lẽ đang muốn lên thẳng 9 rồi. Khi mà đã có cho mình con viên cầm 3 đồ rất chuẩn. Một con viên cầm 3 đồ như thế này, lượng sát thương rất lớn. Model Kaiser đang gồng mình lên, kêu có thăng hoa kịp không đây. Vẫn đang bị bắn và bị CC và sẽ bị hạ gục. Vẫn là một chiến thắng của No Pháp Team. Lớp nhèo nhèo chỉ có lại cho mình là một máu thôi. TG Fit dãy được chiếc bài của Justin khi mà đã có cho mình một con Vel 2 cầm cái thú tượng thành giáp và cái giáp máu của mình. Rai 2 và Vecod 2 update Tavric 2 đến từ đội hình của VTT. 15 máu của VTT, lớp nhèo nhèo một máu, Justin 14 máu. Lượng máu này chưa biết ai là người top 8. Chưa biết ai là người top 8 đây. Nhưng mà tuần sắp tới sẽ có người phải nằm xuống, chắc chắn là như vậy. Đây là lớp nhèo nhèo, lớp nhèo nhèo có vẻ là một bài đánh tình huống. Khi mà lớp nhèo nhèo đang phải đánh một con Draven 1 và 6 suy vong. 6 suy vong và Draven 1 đang xếp khá tỉ mỉ. Gặp ai đây? Gặp cho mình là đội hình của Dukihan. Dukihan mặc dù chưa lấy được Model Kaiser 2 nhưng mà bài của Dukihan lượng sát thương là quá lớn đến từ 8 quân đoàn. Clear cực kỳ nhanh. Lớp nhèo nhèo có lẽ sẽ phải dừng lại. Có lẽ sẽ phải dừng lại và đúng là như vậy. Lớp nhèo nhèo âm 12 có lẽ phải dừng lại ở vị trí top 8 rồi. Khi mà trận đấu này anh em phải thấy rất nhiều nhà đép bằng Model Kaiser. Mặc dù Dukihan không lên được Model Kaiser 2 nhưng mà vẫn còn đó là Draven 2 là kêu là 8 quân đoàn. Vẫn đảm bảo được lượng sát thương. Và lớp nhèo nhèo dừng lại ở vị trí top 8. Justin top 7, VT top 6 và TG Fit vẫn đang là người dẫy được. TG Fit lấy gì đây? TG Fit lấy Taric chăng? Có lẽ là một pha lấy tướng thôi. Đúng là như vậy rồi. Chỉ là đơn giản là một pha lấy con Taric 2 của TG Fit. Trong khi đó người đang cháy Dukihan, No Pháp Team 43 máu ngọc 6 mũi 35 với bài đấu Kama của mình. Quân đại bàng 34. Đây một pha xếp bài rất tỉ mỉ. Anh em có thể thấy con Cinderella nó đảm bảo cho TG Fit rằng sát thủ nhảy về phía sau thì sẽ bị ném đi. Chắc chắn là như vậy. Một pha để có ý đồ TG Fit. Một pha để Cinderella có ý đồ. TG Fit lên cân nhắc để Cinderella bo vào cạnh vị trí của Vecod để tránh bị Diana focus vào gặp cho mình là nhà của quân đại bàng. Quân đại bàng đang để kê vào nhà của TG Fit. Nhưng mà liệu rằng không, Cinderella con Diana này bay xuống và không có bất cứ cái tác dụng gì cả. Vecod sẽ dậy trong pha này. Lượng sát thương gây ra. Vâng anh em thấy Model Kaiser gần như là không mất máu. Chưa mất đi cái lớp khiên của mình. TG Fit đang bị quạt. Vẫn đơn giản đây là bốn bí ẩn. TG Fit chắc chắn sẽ phải dừng lại. Liệu rằng TG Fit có dậy được không đây. Thua 3 con và vừa đủ máu. Quá đáng tiếc dành cho TG Fit. Đơn giản đây là bốn bí ẩn. Một bài đấu quá cao tờ. Thực sự là một bài đấu quá cao tờ TG Fit. Khi mà đây là một bài đấu bốn bí ẩn quân đại bàng. Và đang có cho mình là cái lượng máu 34, ngọc 6 mũi chỉ còn 24 thôi. Những bạn đánh bộ phép trong cái lobby này rất khó để vượt qua được nhà của quân đại bàng. Khi mà quân đại bàng anh em thấy đang đánh cho mình cái đội hình là 4 bí ẩn rồi. Diana 2 đã được update. Diana 2 đã được update. Đây rồi, đang muốn xếp Diana kê vào vị trí của Vayne. Đang muốn kê vào vị trí của Vayne hay vị trí của Draven đây. Liệu rằng kê vào không, quyết định là kê đổi rất nhanh trong một giây cuối. Đổi hết đội hình sang bên trái và kê được đúng nhà Vayne rồi. Bắt bài được Vayne. Nhưng mà có vớt bẫy đến từ vị trí của Kinh Vẹt, lốc được Vayne luôn. Liệu rằng trong trận đấu này quân đại bàng có thể giành chiến thắng trước bài đấu suy vong level 9 không? Đấm gần như là nguyên nhà. Một pha xếp cực kỳ hay của quân đại bàng. Rất nhanh tay và sẽ là một chiến thắng thường. Sẽ là một chiến thắng trước No Pháp Team. No Pháp Team chỉ còn lại cho mình là 27 máu. Ngọc 6 mũi đối đầu với Dukihan. Ngọc 6 mũi đối đầu với Dukihan. Và anh em có thể thấy Model Kaiser và Dukihan chưa lên 2 bị chồng CC đến từ vị trí của Rai và vị trí của Ivon. Dukihan chỉ còn lại cho mình là 16 máu với đội hình 8 quân đoàn. Kiếm súng có lẽ là trò kêu. Có lẽ là trò kêu. Chắc chắn là như vậy. Morgana đang ngon hơn. Đang ngon hơn vị trí của Rai. Đúng là như vậy. Không nên bán cái Morgana này.
Đây, cùng chờ xem ai sẽ là người top 1 trong lobby này. Khi mà tôi đang thấy quân đại bàng một pha xếp play khá hay nhà của Vên. Nhưng mà nhà của Vên đã là lên 9 rồi, một bài đấu suy vong đã là lên 9. Liệu rằng bài đấu suy vong đó có update được kiên Việt 2 hay không? Rai 2 đến từ vị trí của đấu pháp team vẫn đang là Ron và chưa update được gì cả. Ui, liệu rằng một pha bỏ kinh vẹt và đuổi lốc rất mãn nhãn, nhưng mà liệu rằng có nhất thiết phải là như vậy không, khi mà mình đánh giá con kinh vẹt là con khá ngon, một con khá ngon, một con bí ẩn cực kỳ ngon, có thể cover được tuyến sau. Nhưng mà quân đại bàng quyết định là lấy lốc ra để outplay rồi, lấy lốc ra để outplay. Chúng ta cùng chờ xem lốc của Raven, nhưng mà con Dyna hạ xuống bị trói đến từ vị trí của Rai, nhưng sẽ vẫn là CC được, một pha CC tốt. Mordekaiser giờ gồng mình lên nhưng mà Draven ném rất thấm anh em ơi, rất thấm, vẫn là rất thấm, và sẽ là một chiến thắng dành cho vị trí của Dukihan. Và Ngọc Sáu Múi chỉ còn lại cho mình là 8 máu thôi. Ngọc Sáu Múi thua trước bài của No Pháp Team, một bài đấu suy vong có lẽ là kẹp được bí ẩn vào rồi, kẹp được 3 hoặc là 4 bí ẩn vào rồi. No Pháp Team đã chiến thắng trước bài của Ngọc Sáu Múi. Và đây là Ngọc Sáu Múi, chàng trai chúng ta đã có thần sứ, biến thần sứ và đã có 4 thần sứ và có đôi Garen rồi, đang muốn thể hiện một pha rôn 5 tiền ở 2 sao ở level 8. Nhưng mà liệu rằng có ra hay không đây, vẫn đang rất nhiều lôi thông 5 tiền. Ngọc đang thể hiện mình là khả năng rôn 5 tiền khá tốt, nhưng mà đơn giản đây là 3 đôi 5 tiền và đã cuối cùng đã lên được cho mình con Kindred 2 rồi, gặp cho mình nhà 4 bí ẩn đến từ vị trí của No Pháp Team. À không, đây là quân đại bàng. Và liệu rằng quân đại bàng với 4 bí ẩn này có giành chiến thắng không? Nhưng mà Garen này đã giảm đi cái lượng kháng phép trên đội hình của quân đại bàng rồi. Kêu đang quạt. Mordekaiser tanh được không đây? Vẫn đang quạt khá tốt, hút lại lượng máu. Và anh em mời thằng Hòa. Thằng Hòa thì có lẽ là một điều chấm dứt dành cho bài của Ngọc rồi. 4 bí ẩn quá cao tờ Ngọc đi, và Ngọc sẽ phải dừng lại ở vị trí top 4, chắc chắn là như vậy rồi. Trong khi đó Dukihan dừng lại ở vị trí top 3 trước bài đấu suy vong của No Pháp Team. Và đây là cuộc chiến giữa 4 bí ẩn và 6 suy vong. Liệu rằng ai sẽ là người chiến thắng? Mình vẫn đang nghiêng vào 6 suy vong, bởi vì cái dàn tanh của quân đại bàng có lẽ là nó là không đủ trước sức bắn sát thương chuẩn đến từ vị trí của Vayne. Những phát bắn sát thương chuẩn đến từ vị trí của Vayne, 9 suy vong, quá khó để có thể cản bước được No Pháp Team trong trận này rồi. 9 suy vong gần như là không thể rồi. Bắn tôi đang ok, 29 giây đầu lấp được Vayne. Và liệu rằng hack lão được rồi. CC tốt đến từ vị trí của Diana. Vayne đang được hạ xuống bánh kinh vẹt, cover quá tốt đi với cái bất tử của mình. Và anh em ơi, mặc dù đã là lốc được nhưng mà anh em có thể thấy lượng sát thương quá lớn đến từ 9 suy vong. No Pháp Team bị No Pháp Team đẩy máu của đối thủ xuống còn 4 máu, biến sát thủ và có cho mình là có một biến thiết giáp nữa, nhưng mà có lẽ là không quá nhiều ý nghĩa khi mà No Pháp Team có lẽ đã dành cho mình một trận đấu top 1 rồi, quyết định lấy cho mình cái vút bẫy và thiết giáp không có quá nhiều ý nghĩa trong cái đội hình của quân đại bàng. Nhưng mà chàng trai quyết định lấy con Morgana sát thủ về để kích cho Diana thôi. Thiết giáp Viago 2 và dấu chấm hết, chắc chắn là như vậy rồi. Viago 2 dấu chấm hết anh em ạ. Đây là dấu chấm hết dành cho bài của quân đại bàng. No Pháp Team sẽ là một người dành cho mình trận đấu top 1 trong bảng B của The Sun 1 mùa thứ 7, chắc chắn là như vậy. 9 suy vọng gần như không có cửa thua, quá khó. Vâng, một pha xếp để lốc Kata. Vayne đang bắn chỉ là búp ở lượng tốc độ đánh đến từ Kata thôi, nhưng mà anh có thể thấy 9 suy phong đam tay quá đau. Và đúng là như vậy, quân đại bàng có cho mình một trận đấu top 2 và No Pháp Team có cho mình một trận đấu top 1 cực kỳ xuất sắc với bài đấu suy vong, một bài đấu đang làm mưa làm gió ở cái meta hiện tại. Anh có thể thấy mặc dù là rất nhiều người là không thích, có thể là không thích bài Vayne này, nhưng mà cũng phải công nhận một điều là bài Vayne vẫn đang quá mạnh ở meta này. Nếu mà anh em lên được 9 thì đảm bảo cho anh em có thể đánh được 9 suy vong hoặc đánh theo kiểu là 6 suy vong và 4 bí ẩn để dành cho mình vị trí top 1 và No Pháp Team.
Quân Đại Bàng đã dành cho mình vị trí top 1, top 2. Và hơi đáng tiếc dành cho các bạn ở bên dưới, khi mà anh gọi thấy là lobby của chúng ta, mình để ý là lobby của chúng ta hôm nay để đánh dép bằng model Kaiser rất nhiều. Quân đoàn dép bằng model Kaiser, rồi thì lớp nheo nheo đánh đội hình ma sứ cũng có model Kaiser, Draven cũng có model Kaiser và Kale cũng có model Kaiser. Lượng tướng tranh chấp ở trong cái trận đầu tiên của cái bảng BB này mình đánh giá là các bạn tranh chấp rất nhiều. Có lẽ là ai dùng những con bài mà không bị trùng nhiều thì sẽ có lợi thế, như là bài suy vong là No Pháp Team đi một mình một hướng, nên là No Pháp Team có vẻ là thoải mái hơn. Hoặc là cái việc mà phải cạnh tranh tướng như các bạn ở bên dưới, Duki Han vẫn là Model Kaiser 1, lớp nheo nheo cũng là như vậy. Và anh em có thể thấy là sau trận đấu đầu tiên chúng ta có lẽ là đến với bảng đấu. Và anh em đừng quên follow kênh Nemo TV MNG để theo dõi các giải đấu của chúng ta. Và tháng này chúng ta sẽ có hai giải, một giải cá nhân là giải anh em đang xem dành cho thể thức cá nhân và giải solo, và một giải nữa là giải đôi, giải thể thức đồng đội nhưng mà không phải là 4-4 mà là giải giải đánh đồng đội 2-2. Và bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đến bảng điểm sau trận đấu đầu tiên thôi. Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chuông kênh Tố Gaming để theo dõi các giải đấu đua trên lý đỉnh cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.